Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một tí. Trong lúc anh em đi sửa máy hoặc là anh em làm bảo trì thì chắc chắn có nhiều lúc anh em sẽ gặp cái trường hợp BOC. Nếu mà làm việc với BOC thì sẽ có cái trường hợp là BOC chúng ta bị chết nguồn ha, mất nguồn. Cái máy của chúng ta đang chạy, một con BOC nó đang chạy, tự nhiên cái nguồn nó bị chết ha. Đó, tại vì những con này là con như cấp nguồn 220 vào đây này. Ngõ ra của nó là cái ngõ ra 24V, thì cái bản chất của thằng này nó sẽ cấp 220 đây. Bên trong nó có cái mặt nguồn ha, mặt nguồn thì nó sẽ tạo ra cái hạ áp ra cái điện áp 24V, nó cấp cho các cái ngõ ra in out và cấp cho cái con vi xử lý trong con BC này ha. Nếu một cái trường hợp chúng ta bị chết nguồn đó, chết cái nguồn đây thì hiện tại mình đang lấy một cái nguồn 24V mình cấp ngược vào cái chân này nè, chân 0V với 24V ngõ ra nè. Ha. Đấy, mình đang cấp ngược nguồn nè, mình thấy con VC này nó có nguồn nè. Đấy, nó vẫn chạy bình thường nè. Nếu như mà mình vẫn kích đồ nó bình thường ấy, tất cả mọi thứ tín hiệu của nó bình thường. Tại vì bản chất của cái, khi mà chúng ta hiểu cái bản chất của con VC này á, hiểu hiểu nó thì chẳng qua nó. Nên mình đưa cái dây vào đây mình kích nè. Đây mình đang cấp một cái, mình lấy một cái nguồn nguồn bên ngoài ha, nguồn bên ngoài. Thì mình sẽ cấp ngược ngược lại cái chân 24V vào đây ha. Đấy, con PC này nó vẫn sẽ hoạt động bình thường ha, các cái chức năng của nó vẫn bình thường ha. Đấy, thì nếu một cái trường hợp chúng ta bị chết chết cái con PC chúng ta bị chết cái nguồn à, chết cái bộ mặt nguồn ở trong á, con này mình đã từng tháo cho anh em rồi ha. Cái mặt nguồn nó bên trong này nè ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái nguồn 24V chúng ta cấp ngược vào đây, mượt đây ha. Và cái bản chất cái nguồn này nó còn chạy bền hơn là cái nguồn bên trong kia nữa. Nếu mà chúng ta xài những cái nguồn như loại này, mình đang xài một con nguồn này là nguồn rất tốt, nguồn này là nguồn của IDAT nè ha. Chúng ta thấy nó là một dạng cái bộ nguồn đi theo máy công nghiệp luôn ha. Nếu chúng ta thấy nó có những cái cụm lọc nhiễu đầu vào rất là nhiều, tại sao cái bộ nguồn công nghiệp nó rất là chuẩn, tại vì cái thiết kế theo kiểu công nghiệp mà, thiết kế theo kiểu công nghiệp để chạy 24 trên 24 đó. Ta thấy nó cụm lọc nhiễu đầu vào rất là nhiều, và ngõ ra của nó, ngõ ra nó lọc nhiễu đầu ra nữa nè. Và cái bộ nguồn nó thiết kế rất là tốt ha. Thiết kế rất tốt so với cái bộ nguồn con PC này ha. Đấy, nếu mà chúng ta bị cái trường hợp mà chúng ta chết nguồn con PC thì ta cứ lấy một cái nguồn 24V đối với những cái dòng PC mà chúng ta thấy như vậy nè ha. Nó ngõ vào là 24, ngõ vào ngõ ra là 220 và nó có một cái nguồn nội 24, thì chúng ta cứ lấy cái nguồn nội này sẽ cấp một cái nguồn, nếu mà nó bị chết nguồn đây cấp một cái nguồn này, hoặc là để máy chạy bền á thì chúng ta sẽ cấp luôn một cái nguồn nguồn trực tiếp bên ngoài vào đây luôn ha. Thường mình nếu mà ngày xưa mình đi làm máy á, thì mình tránh cái trường hợp nó chết nguồn trong này, thì mình còn một cái nguồn này, máy nó sẽ duy trì được cái nguồn luôn luôn, lúc nào nó có cái nguồn 24V bên ngoài nó cấp vào đây nữa. Thì hai cái nguồn nguồn trường hợp nó chết cái nguồn con PC này, chết cái nguồn bên trong này đúng không, thì mình vẫn còn cái nguồn 24V này mình chạy ha. Và thực tế là mình làm cái nguồn này nó chạy khá là bền đó. Nó chạy khá là bền. Ngày xưa mình đi làm thì mình hay xài cái trường hợp này. Nếu mà cái máy mà nó chạy nó đang hư mà chúng ta cậy ra chúng ta sửa rồi thay thế các thứ linh tinh, thì thường ở máy mình thấy nó hư 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 nguồn là nhiều, hư nguồn với chết chết ngõ ra delay, chết chết power in out với chết power nguồn là nhiều ha. Đấy là những cái trường hợp mà một cái chia sẻ cũng là một cái mẹo ha. Có những người người ta biết rồi nhưng mà có một số anh em chưa chưa được va chạm ha. Thì chúng ta thể có thêm, chúng ta tự tin chúng ta làm những cái vấn đề này. Ngày xưa thì mình không dám làm ha. Ngày xưa thì mình không dám làm những cái này, lúc mình mới ra mình muốn thử nhưng mà mình không dám thử, mình sợ cháy á. Sau này thì mình đã làm rồi thì bây giờ thì mình cứ chạy vô tư ha. Khi mình hiểu về nó thì mình cứ cứ vậy mà múc thôi. Anh em kiếm những cái con nguồn mà nó tốt tốt đó, nguồn theo máy á, nguồn IDAT, nguồn ông rôm ha. Thì chúng ta chạy nó cái độ bền nó khá là cao đấy ha. Cấp vào bình thường thôi ha. Cấp vô tư ha. Chạy vô tư. Đây, ok anh em ha. Một cái chia sẻ nhỏ như vậy thôi.